Xin chào quý anh chị nha. Thì bây giờ em mới vừa nhận hợp đồng cái máy L3608 này đi về Ninh Bình ha. Thì bây giờ bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng cho khách nha. Máy thì nhớ nguyên si vậy ha. Em sẽ tiến hành mở ra làm lại hết cho khách luôn. Rồi máy này em đang bắt đầu tiến hành làm nha anh em. Đó. Em bắt đầu mở cầu đầu với cầu sau ra kiểm tra cho khách. Rồi em đang tiến hành mở cầu đầu để kiểm tra thì thấy nó cũng còn ok lắm nha. Nhông bọng rồi còn vuông lắm đó. Giờ để kiểm tra đạn, thay đạn cho khách ha. Khi thay đạn thì bây giờ em cũng đã bắt đầu tiến hành ráp vô cho khách ha. Đây, cũng mới vừa sơn phết được xong hết rồi. Đầu đầu thì em đã làm xong luôn. Rồi máy L36 này giờ em cũng đã hoàn thành rồi. Bởi vì lâu bu quá cũng chưa có quay cho anh em xem. Đây, em đã dán tem rồi đầy đủ hết tất cả cho khách này ha. Đèn đuốc cũng đã làm lại luôn ha. Đó, cầu đầu rồi tất cả đều làm hết. Có cây cặp đăng để theo sẵn ở đây nha. Đây ha anh em. Anh em khi mua là em sẽ làm bảo dưỡng cho anh em từ A đến Z luôn ha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.